hôm nay cho mình practice trước khi đi thi bằng lái. Ngày mai so far so good. Bà ráng train down cho mình the last person in the family, người cuối cùng trong family. Chạy rất cũng rất là khá, mặc dù tập cũng không có nhiều nhưng mà thì coi như là biết mới tập kinh parallel parking. Đây là buổi tập trước khi ngày mai đi thi. Anh chạy cũng rất là vững, bình tĩnh, cũng sợ nhưng mà ok. Tưởng là tập cho con gái sẽ khó hơn con trai, nhưng mà trong anh very good, có bị làm mấy lần thôi. Tâm tay lái cũng rất là vững. Ok, đường sẽ đổi trên rồi phải nha con. Ok, nhớ đèn xe đèn đỏ là thấy cái đường này là đường kêu bằng four way, thành ra mình phải stop đợi đèn xanh rồi mới chạy. Ok, không lên được. Really good. Đường này đường 50. Nhưng mà con nhớ khi mà đèn xanh nó lên đó là cái nhớ watch out cái xe bên tay trái on the left side. Nó có thể run trước con, thì ta còn phải đợi. Tự nhiên con chưa có đèn xanh, you have to wait. Even the green light, đèn xanh, con cũng phải đợi xe nó lìa con mới chạy, chứ không phải có nghĩa là green light thì có quyền chạy. Tự nhiên nhiều khi nó vượt, they pass the stop sign, they get hit you. Ok, này nó chạy, con muốn qua thì con qua, nhưng mà phải signal. Ok, đó chắc cũng mới tập lái quá. Ok, very good cho anh. Push it, just speak lên, cho nó lên. Rồi pass cái đèn xanh đèn đỏ trên. Good. Okay. Lên đường Beamer còn quẹo phải nha. Ok, đường này là 55. Keep 55. Very good. Phải rồi bạn. Very good. Ok, qua lên trái ba bạn được rồi. Qua nó hơi slide tí xíu, đừng có qua gấp. Ok, có cái chiếc xe Honda này quá. Ok, well, good job. Pretty good. Ok.